Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mục 1, bài 11, tách chất ra khỏi hỗn hợp, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên lớp 6, bộ sách cánh diều. Câu hỏi thực hành của chúng ta như sau. Tách muối ra khỏi dung dịch nước muối bằng cách cô cạn theo các bước sau. Bước đầu tiên đó là nhỏ 1 ml dung dịch nước muối vào bát sứ. Bước thứ hai là đun nóng bát sứ trên ngọn lửa đèn cồn để nước bay hơi hết. Cho biết, khi nước bay hơi hết, trong bát sứ còn lại chất gì? Và câu hỏi thứ hai là dựa vào tính chất vật lý nào của muối ăn để tách nó ra khỏi nước muối? Thì chúng ta biết, muối ăn khó bay hơi, còn nước thì dễ bay hơi ở nhiệt độ cao. Vậy chúng ta có câu trả lời như sau. Cùng quan sát hình ảnh 11.1, đây là các bước tách muối ra khỏi dung dịch nước muối. Khi nước bay hơi hết, trong bát sứ chỉ còn lại muối. Và dựa vào tính chất, dễ tan trong nước, khó bay hơi, bền với nhiệt độ cao mà có thể tách muối ăn ra khỏi nước. Tiếp theo là câu hỏi vận dụng. Vậy ngoài cách cô gạn dung dịch hay nói cách khác là làm bay hơi nước thì còn có cách nào nhanh hơn để thu được muối ăn từ nước biển hay không? Các em hãy quan sát hình ảnh sau. Đây là hình ảnh của những gò muối dưới ánh nắng mà ta sẽ có câu trả lời như sau. Đó là có thể phơi nước biển trên các ruộng muối để ánh nắng chiếu trực tiếp. Nước dễ dàng bay hơi và chúng ta sẽ thu lấy được muối ăn. Cuối cùng là câu hỏi tìm hiểu thêm. Quá trình sản xuất đường ăn trong công nghiệp được thực hiện theo sơ đồ sau. Hãy mô tả lại quá trình đó. Đây là hình ảnh về quá trình sản xuất đường ăn. Vậy chúng ta sẽ có câu trả lời. Đầu tiên đó là từ nguyên liệu mía ban đầu chúng ta sẽ ép lấy nước mía. Sau đó tiến hành lọc bỏ tạp chất có trong nước mía. Tiếp tục cô đặc nước mía và tách tạp chất. Sau khi mà cô đặc xong rồi, chúng ta sẽ đem kết tinh thành hạt và làm khô. Sau đó chúng ta sẽ thu được thành phẩm đó là đường. Vậy là cô và các em đã trả lời câu hỏi mục 1 bài 11 sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.